thực hiện đề án nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025. Trong hơn 2 năm qua, huyện Sa Thầy có trên 7.100 lao động được đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm. Để đạt kết quả này, huyện Sa Thầy chủ động triển khai các giải pháp như chú trọng công tác tuyên truyền vận động, tăng cường kiểm tra, xác định nhu cầu học nghề, việc làm của người lao động, xây dựng cơ cấu đào tạo nghề phù hợp Nhờ vậy, từ năm 2021 đến nay, huyện có trên 4.000 lao động được đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, trên địa bàn đạt hơn 51%. Hơn 3.100 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có trên 1.700 lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước, 5 lao động làm việc có thời hạn tại nước ngoài, và trên 1.400 lao động được vay vốn giải quyết việc làm với số tiền gần 70 tỷ đồng. Qua công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho lao động nông thôn lao động là người dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức nhất định tiếp thu khoa học kỹ thuật tự tạo việc làm hoặc tìm việc làm để cải thiện đời sống thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đồng thời đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương